Liverpool quẳng áp lực đi và bước tiếp. Không còn áp lực phải là một tập thể hoàn hảo, đó sẽ là một điều tốt cho Liverpool về mặt tinh thần. Bởi lẽ ấy, 3 trận thua vừa qua, xét trên một khía cạnh nào đó, ta có thể tìm thấy những điểm tích cực. Liverpool đã thua 3 trận liên tiếp, một ở Champions League, một ở Premier League và một ở Cúp FA. Riêng tại Premier League, họ đã chấm dứt chuỗi 44 trận liền bất bại, vắt qua hơn một mùa giải và cũng chính thức không thể tái lập thành tích bất bại suốt cả mùa mà Arsenal đã làm được vào năm 2004. Thoạt nghe 3 trận thua liên tiếp sẽ là điều gì đó thật nặng nề. Liverpool suốt cả mùa giải này và mùa trước đã thể hiện một hình ảnh của một tập thể không thể bị ngăn cản. Mùa bóng 2018-2019, họ giành Champions League và cạnh tranh quyết liệt ngôi vô địch quốc gia với Manchester City đến tận vòng đấu cuối cùng. Mùa giải này, cuộc đua vô địch Premier League nhàm chán hơn một chút. Trước trận thua Watford, thầy trò huấn viên Jurgen Klopp tạo ra khoảng cách 22 điểm so với Man City. Vô hình chung, chính điều đó tạo ra một lớp vỏ áp lực bao trùm lấy lữ đoàn đỏ, dù họ có muốn thừa nhận hay không, rằng người hâm mộ muốn họ phải thật hoàn hảo và không thể bị đánh bại. Các cầu thủ đã căng sức lên đá vì sự kỳ vọng của các cổ động viên, luôn không ngần ngại tiếp lửa trên khán đài. Nhưng như mọi nhẽ tự nhiên trong cuộc sống, chẳng có gì là hoàn hảo, huống chi là một đội bóng với 11 cầu thủ trên sân cùng những người trên băng ghế dự bị và hàng tá nhân vật hỗ trợ ở hậu trường. Đúng là những thành công phần nào đó đã khiến Liverpool thay đổi để trở thành một đội chơi áp đặt và ở cửa trên. Nhưng có rất nhiều trận đấu họ rơi vào bế tắc cùng cực, và nếu không nhờ một khoảnh khắc chớp cơ hội chính xác của những Sadio Mane hay Mohamed Salah, chuỗi thành tích của lữ đoàn đỏ đã không thể kéo dài đến tận bây giờ. Hẳn chúng ta vẫn chưa thể quên trận đấu với Manchester United ở lượt đi Premier League mùa giải năm nay. Thầy trò Klopp đã như đâm đầu vào bức tường mà quỷ đỏ tạo ra và thậm chí còn bị dẫn trước. Và tới chuyến làm khách trên sân Vicarage Road cuối tuần qua, Liverpool mới thất bại ở Premier League sau một khoảng thời gian dài họ thắng dễ cũng có và thắng hoặc hòa trong bối cảnh suýt hòa hoặc thua cũng có. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, trước thềm trận đấu lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League cách đây một tuần, tiền vệ Saúl của Atletico Madrid chia sẻ, họ đã thắng rất nhiều trận đấu mà đáng lẽ có thể đã hòa hoặc thua. Điều này cho bạn biết nội lực của họ. Ai cũng hiểu trận thua Watford không phải là một thảm họa. Khoảng cách 22 điểm với đối thủ bám đuổi vẫn đủ tạo ra một sự an tâm lớn từ bây giờ đến tận cuối mùa giải. Nếu họ có lên ngôi vô địch mà không thể theo cách hoàn hảo nhất là bất bại thì điều đó cũng chẳng thành vấn đề gì, bởi hành trình mà họ đã đi thừa sự xuất sắc. Vấn đề ở đây chính là thái độ mà Liverpool sẽ đối diện với 3 trận thua liên tiếp vừa qua là như thế nào. Để leo lên được đỉnh cao đã là một điều khó, ở lại đó suốt một thời gian dài còn khó hơn, và đối diện với một ngày nào đó sẽ bị đẩy xuống còn khó hơn nữa. Nếu tạm coi chuỗi 44 trận bất bại của Liverpool là một đỉnh núi cao, tất nhiên chỉ tạm coi như vậy, thì thái độ khi họ bị chấm dứt thành tích đó là điều vô cùng quan trọng. Huấn luyện viên Jurgen Klopp chia sẻ sau trận thua Watford rằng, bạn càng ở lâu trong những trường hợp như thế này, các cầu thủ liên tục phải đối diện với những thử thách lớn nhất. Tất cả chúng tôi cùng chiến đấu với những câu hỏi được nhận kiểu như nó chấm dứt chưa, khi nào thì nó kết thúc. Chúng tôi không thực sự lo lắng về tình huống này, giờ đây nó đã kết thúc. Điều đó thật tốt, vì chúng tôi lại có thể tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Chúng tôi không hề bị phân tâm bởi chuyện đó, chỉ là chẳng ai có thể bảo chúng tôi cách xử lý tốt nhất với chuỗi trận dài như vậy, vì không nhiều đội bóng làm được như thế. Tôi không vui với màn trình diễn ngày hôm nay, nhưng rõ ràng sẽ luôn có một thời điểm điều đó xảy ra và giờ thì nó đã đến. Và mọi chuyện đơn giản thế thôi. Đây chính là một cách tiếp cận vấn đề đúng đắn của Liverpool vào lúc này. Chuỗi trận bất bại chỉ là một món trang sức, còn màn trình diễn, lối chơi và danh hiệu mới là điều thiết yếu. Một trận thua và bị phá chuỗi không phải là điều gì quá mức khủng khiếp, chỉ là họ chưa đủ tốt vào ngày hôm ấy và vẫn còn những điều cần phải cải thiện. Vẫn như thói quen của câu lạc bộ, ngày hôm sau toàn bộ đội hình tập hợp lại tại Manwood để hồi phục và phân tích băng hình. Tiền vệ Jorginho Wijnaldum chia sẻ trên tờ Athletic rằng không ai trong phòng thay đồ bị chỉ trích cá nhân. Rõ ràng thất bại vào thời điểm này là cơ hội để học hỏi, phân tích và tiến bộ, thay vì là trốn tránh, là cơ hội để thoát khỏi lớp vỏ áp lực kinh khủng ngày càng lớn hơn sau mỗi trận đấu. Không chỉ có chuỗi bất bại chấm dứt mà hy vọng ăn ba mùa này cũng không còn sau thất bại 2-0 trước Chelsea ở Stamford Bridge. Đến cuối tuần là cuộc tiếp đón Bournemouth trong khuôn khổ Premier League và giữa tuần sau là trận đấu lượt về với Atletico Madrid ở Champions League. Đối với Liverpool, 3 trận đấu với 3 thất bại liên tiếp, họ thủng lưới 6 bàn và không có một bàn thắng nào. Như nhiều nhận định đã chỉ ra, kết quả là chuyện không thể thay đổi. Quan trọng là màn trình diễn của thầy trò Jurgen Klopp đang đem đến sự lo lắng cho cổ động viên trong giai đoạn quan trọng này của mùa giải. Điều đó cũng buộc họ phải có những tính toán thật hợp lý về nhân sự cho phần còn lại. Hiện tại Liverpool chỉ còn đội trưởng Jordan Henderson dính chấn thương, nhưng không phải nặng.
Chặng đường cuối mùa giải sẽ vô cùng quan trọng. Nếu xét về mặt danh hiệu thì với Liverpool, chức vô địch Premier League sẽ quan trọng hơn cả. Người hâm mộ cũng như cả đội bóng đã chờ đợi 30 năm qua để lại trở thành nhà vua bóng đá Anh. Trong khi họ đã là nhà vô địch Champions League mùa trước và FA Cup từ lâu đã không còn thực sự lớn lao về tầm vóc, mà với Lữ đoàn đỏ bây giờ, danh hiệu Premier League gần như chỉ còn là vấn đề thời gian. Giả dụ như thầy trò Klopp đánh bại Watford vào cuối tuần trước, Liverpool hoàn toàn có thể khép lại mùa giải với vị thế bất khả chiến bại như Arsenal 16 năm về trước. Nhưng nếu không bất bại, họ cũng đã đẹp lộng lẫy và xứng đáng với những lời tán dương cao nhất. Không còn áp lực phải là một tập thể hoàn hảo, đó sẽ là một điều tốt cho Liverpool, ít nhất là về mặt tinh thần.